Thầy ơi, cắt giúp em viên này với. Bạn muốn cắt hả? Bạn là người địa phương hay là đến đây du lịch? Em đến đây du lịch, đi du lịch mua trải nghiệm mà. Đúng đúng, khách du lịch đến đây hầu như ai cũng làm thế. Vật liệu này tôi sẽ nói với bạn, nó đúng là một viên ngọc thô. Không phải đá bậy bạ ngoài đường. Đây là vấn đề đầu tiên. Về mặt tiếp xúc da của nó có vẻ không chắc chắn lắm. Đây là một điểm trừ đối với loại ngọc Milner vỏ trắng này. Tiếp theo có một vấn đề lớn. Bạn có thể nhìn thấy rõ ràng. Bề mặt của nó đặc biệt nhiều vết nứt. Đúng không? Vết nứt quá trời luôn nè. Đây là một vấn đề lớn đó. Vấn đề thứ ba cũng khá lớn. Bạn có thể thấy, dưới da này, nhìn thấy màu trắng này không? Đây mới là da đá thật của nó. Phần bên ngoài đều không phải da thật. Vậy bạn có thể thấy, xem nhé, chỉ cần cậy cậy ra một tí, vỏ da bị chóc ra hết trơn rồi nè. Đúng rồi thầy nhỉ, biết điều này nghĩa là gì không? Nghĩa là vỏ da của nó rất lỏng lẻo, nghĩa là tuổi địa chất khá thấp. Vì vậy, vật liệu này từ quan điểm của tôi, nếu cắt ra, khả năng rất cao là ngọc, chưa chín, còn đúng cái nhịp đó nha. Chết cha, em đâu biết gì đâu, người ta gạ, mua ở chợ đêm phải không? Vâng đúng rồi, bỏ ra 2.000 tệ chơi một lần cho biết đó thầy. Vật liệu này bạn cũng không mang đi trả được, thầy cắt nhé. Được rồi, cắt luôn đi thầy. Vậy chúng ta mang nó đi cắt đi. Tiếp theo chúng ta sẽ trực tiếp cắt dọc theo mặt đường màu cho nó một nhát đi. Được rồi, viên này dù sao cũng rất nhiều như vậy, cắt đâu cũng như nhau. Được rồi, cắt đại luôn đi. Viên này của bạn đã cắt xong rồi, chúng ta cùng nhau cầu một phép màu, xem có may mắn không, mong là tốt, lời ít ít cũng được. Ồ, đây là ngọc gà xương đen, thấy không? Gà đen loại bỏ đi là trắng cộng với đen, không phải màu đen tinh khiết, không có giá trị gì cả. Chất liệu này hết rồi, tất cả đều không có tinh thể, thô lắm chưa hóa ngọc xong, nói vậy cho bạn dễ hiểu, về cơ bản là phế phẩm toàn bộ, để tôi xịt nước cho bạn xem rõ hơn. À, xem kỹ thì cũng có một xíu hóa ngọc kém. Ở chỗ này đây nè, ngọc loại kém. Nhưng mà quá nhiều, thấy không? Nhìn viên gà xương đen này đi. Tổng kết lại thì vật liệu này dùng làm trang trí kỷ niệm cho rồi. Đừng nên chế tác cái gì cả. Chế tác là lỗ thêm một khúc đó. Điều khác cái này đều làm cũng bay thêm 200 tệ. Được rồi, không có cách nào khác. Thử thách thất bại.